Thưa quý vị, bắt đầu từ 6 giờ sáng mai ngày 7 tháng 3 sẽ bắt buộc khai báo điện tử với tất cả hành khách khi nhập cảnh vào Việt Nam. Đây là một trong những nội dung quan trọng đã được triển khai tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Báo cáo của Ban chỉ đạo, hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là hơn 14.000 người. So với ngày 4 tháng 3, số này đã giảm gần 2.000 người. Trước tình hình dịch với những diễn biến phức tạp đã lan rộng, nhiều quốc gia trên thế giới và số người nhập cảnh vào Việt Nam vẫn được dự báo tăng. Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn các địa phương, bộ ngành liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly với 4 hình thức gồm tại bệnh viện, cơ sở y tế, cách ly tập trung, tại khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng và cách ly tại nhà hoặc cơ sở làm việc trong thời gian 14 ngày. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu trong thời gian tới, các hãng hàng không tiếp tục cắt giảm các đường bay giữa Hàn Quốc và Việt Nam, đồng thời thực hiện việc kê khai y tế điện tử bắt buộc với tất cả hành khách khi nhập cảnh vào Việt Nam, bắt đầu từ 6 giờ sáng mai. Riêng với các chuyên gia có hộ chiếu ngoại giao công vụ của Hàn Quốc, khi vào Việt Nam phải có xác nhận đã được cách ly 14 ngày và giấy chứng nhận âm tính với COVID-19. Sau đó vẫn phải giám sát y tế tại nơi làm việc. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo, ngành y tế cần cử ngay các đội phản ứng nhanh xuống các công ty lớn tập trung nhiều người Hàn Quốc như Samsung để kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống dịch, sau đó giao cho y tế địa phương thường xuyên giám sát. Trước thông tin có nhiều người Trung Quốc tái nhiễm COVID-19 sau khi đã được chữa khỏi, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế cần kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm lại toàn bộ những bệnh nhân đã được chữa khỏi của Việt Nam.